ba đang dựng cố lên nhé. Nhìn ra. Hả? Em cố được à? Mình không cố được cho họ à? Cái trọng tài cố lên. Ây da. Hai chắc trên 50 sao rồi? Long Biên à? Ây da, tốt. Ây da. Các bạn đang theo dõi giải hè vô Việt Nam thành phố Hà Nội năm 2024 diễn ra tại nhà thi đấu Đan Phượng. Đây là trận chung kết tranh huy chương vàng. Một cú đá và chân trái vừa rồi của Đại Thanh Hiệu Quả. Đá vừa cho trọng tài cái đếm đòn. À, đá thế rồi được trượt ký cho nó nhẹ dễ bịt. Tốt. Đá chân trái hiệu quả vừa rồi của võ sĩ Hiếu Cái Xanh. Cái Xanh. Tốt. Còn đủ dắt tiếp theo. Thank you.
Trận thi đấu số 48, chung kết hạng cân 57 nam, Hoàng Văn Đạt đơn vị Thanh Oai giáp đỏ, Nguyễn Khắc Tuấn Huy đơn vị Ứng Hòa giáp xanh di chuyển vào thảm thi đấu. Giám định 1 Thu Thảo, giám định 2 Tiến Tùng, giám định 3 Phương Thảo, giám định 4 Đức Thế, giám định 5 Thu Hường, trọng tài Hoàng Quỳnh. Mời các giám định công bố kết quả. Với tỷ số 4-1, vận động viên giáp xanh Đoàn Nguyễn Vi Anh đơn vị Long Biên được tuyên bố thắng cuộc, giành huy chương vàng hạng cân 54 kg nữ.